Kỳ lạ bonsai dừa, hôm nay xin chào đến tất cả anh chị em. Hôm nay mình có một cái ý tưởng á, là cái hình con cú trên màn hình này nè, mình đã làm cũng đã lâu rồi, mình ươm á. Tới bây giờ đó thì nó cũng đã ra lá, ra rễ hết trơn rồi. Thì hôm nay theo cái ý tưởng của mình á, mà cái con cú này á, mà thì mình để lên cái chậu á, mà cho nó nằm lên trên cái chậu thì mình thấy nó kỳ quá, và nó thấy nó xấu quá, nó không có hợp tình hợp lý. Cái ý tưởng của mình nghĩ là thôi bây giờ mình sẽ chế ra một thứ gì đó, rồi mình sẽ cho một con cú, có nghĩa là con cú nó phải đứng lên một cái cây hay là một cái gì đó. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm cho em nó, mình lấy những cái cọng kẽm như thế này nè, đó mình sẽ bẻ ra, mình uốn nó lại, mình bẻ cái như mình theo cái ý của mình, mình muốn bẻ cái ý của mình, muốn bẻ sao mình bẻ, không có quan trọng đó. Khi đó mình bẻ xong rồi thì mình cắt dải á, mình quấn lên, quấn nó đều đều lên cái cọng kẽm mình đã uốn rồi đó. Quấn cho nó đều vô, quấn một lớp mỏng trước kìa. Rồi tiếp đó mình lấy xi măng á, mình đổ vô và mình lấy nước mình đổ vô, mình trộn ra cho nó đều, thật đều ra cho nó tan ra. Nó tan ra rồi đó, giờ mình lấy cái xi măng này mình nhúng vô, mình tưới nó lên cho nó thấm đều hết toàn bộ. Nó thấm đều rồi thì mình, cái thân cây nó hiện tại bây giờ nó nhỏ quá thì mình sẽ lấy dẻ thêm luôn, mình sẽ nhúng vô xi măng cho nó đều lên. Rồi tiếp tục mình sẽ quấn lên. Chứ bây giờ mình để mà như cái cây như thế này thì nó nhỏ quá thì đâm ra nó xấu. Thì bây giờ mình phải quấn lên cho nó to ra, nó to mà nhìn nó chắc chắn nữa, và nhìn thấy nó cũng đẹp. Tại cái clip này mình làm hơi dài, mong anh chị em mình thông cảm nha, mình phải tua. Chứ mà không tua thì nó dài lắm, đâm ra mình phải tua cho nó đỡ mất thời gian của anh chị em mình xem. Đó, xong xuôi rồi đó, mình lấy xi măng mình tưới lên thêm chút nữa cho nó thấm hết đi nè. Xong xuôi hết rồi, rồi mình đem ra mình phơi, phơi cho nó một ngày cho nó khô. Đó, khi mình phơi xong một ngày đó, nó khô rồi đó, nó trắng phiếu luôn. Bây giờ nó thành một cái cây bê tông rồi, thấy không? Cứng nhắc luôn á. Nó đơn giản lắm, mình ai làm cũng được đó, mình cứ suy nghĩ ra mình làm như vậy đó thì nó đỡ tốn công tốn kém mình nữa, mình phải đi làm cây này cây nọ mất công. Đó, sau khi rồi nó khô rồi mình lấy sơn trắng là mình sơn nó lên. Mình sơn nó làm gì, sơn lên chẳng qua cho nó đỡ nó bị sau này nó có mưa gió nó thấm vô nó không bị đóng móc đó, nó trong riêu. Sơn lên nó láng rồi nó tụt đi hết, cũng sạch sẽ nữa. Tiếp tới là mình sẽ lấy một cái sơn đen này, chấm chấm lên, mình quẹt lên giống cho nó sọc dưa vậy đó, nhìn nó có màu á, giống như trắng trắng đen đen đốm 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 vậy, nhìn nó cũng thấy đẹp đẹp. Chứ mình để trắng quá thì nó không có nổi, hôm nay mình lấy sơn đen đó. Đó, sau khi mình sơn xong rồi đó, mình để cho một ngày nữa nó khô luôn, nó khô hẳn đi rồi lúc đầu rồi. Mình tiếp tục mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm tiếp. Đó đây nè, hình con cú này nè. Đó là trên màn hình mình có gắn cái hình mà nhỏ nhỏ hình con cú á. Cái lúc trước đó là mình đã cắt nó trước, cách đây là cũng gần, bây giờ con cú mình cũng gần 4 tháng rồi. Thì bây giờ nó cũng đã lên lá, lên rễ đồ ra rễ hết trơn rồi. Còn mà cái đọt á, mà cái rễ nó đi xuống tới ngay chỗ mà cái mặt chậu á, thì mình cắt từ bên hông á, mình cắt thẳng xuống. Mình là giờ mình cho cái rễ đó, mình quấn lấy cái bao ni lông á, mình quấn á, cho cái rễ nó đi xuống, sát xuống tới đó luôn. Khi mình nó xuống tới đó rồi á, là mình lấy cái miếng cắt mình cái chỗ mà bên hông của con cú á, mình lấy mình đắp vô lại, rồi mình lấy keo mình dán lại, dán lại chỗ nào mà nó thiếu á thì mình đắp thêm, mình đầu cho nó dày ra đi, rồi mình lấy cái máy mình mài láng lại. Đó, bây giờ nó thành y chang lại như cái hình ban đầu rễ nó, nhưng mà cái con cái hình cây dừa này nó cũng được có ba cụm rễ à,
nó cũng yếu ớt lắm. Thân thì bự, thân nó bự lắm, nhưng mà bây giờ nó có ba cọng rễ vậy mà mình đợi giờ mình để mình trồng lên chậu á, thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà mình thấy cái dạng mà hình con cú mèo này nó xấu quá, thôi bây giờ theo mình á, mình nghĩ thôi mình sẽ làm một cái giá đỡ, mình chế cho nó đó. Bây giờ tiến hành là mình sẽ sơn á, mình lấy cái sơn xám á, mình sơn lót á, sơn lót cho nó đều hết thế ạ. Khi mình làm cái hình mà con cú mèo này á, thì vợ con nhà mình á nói trời hết chuyện rồi, anh không làm con gì làm mà làm những cái mặt con quỷ, nhìn nó xấu quá, nhìn cái ghê quá. Đúng thiệt, nhưng mà mình nhìn ra thì nó cũng xấu. Tại vì sao? Thứ nhất, nó cũng như là một cái người phụ nữ thôi. Bây giờ phụ nữ mà có không có son phấn lên thì nó cũng đâu có đẹp đâu. Thì bây giờ giống như là cái con cú mèo này, bây giờ hiện tại thì cái dừa nó đã vàng rồi, mình giờ mình không sơn phết lên thì nó xấu. Thì bây giờ ý định mà bây giờ mình phải xong xuôi hết rồi, giờ mình sẽ sơn lên để cho nó sáng sủa lên. Đó, xong trong thời gian mình đã sơn á, mình đợi cho nó khô xong rồi tiếp tục mình lấy sơn trắng á, mình lót lên thêm một lần nữa, lót lên một lớp thứ hai nữa. Đó, cái hình nhỏ đó là lúc trước mình cắt nó xong rồi đó, đó mình ươm đó, mình ươm dưới nước thôi. Đó, mình sơn trắng lên á, mình sơn cho nó đều, thật đều lên một lần nữa. Nếu clip này nó có hay á, thì mong anh chị em là có xem á, là nhớ ủng hộ cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa một nút đăng ký nha. Để mình sau này mình có cái động lực á, mình sẽ làm những, mình suy nghĩ ra mình làm những clip nó hay hơn để cho anh chị em mình cùng xem. Nói chung á, mình quay mình làm lên đây á, mình không hướng dẫn ai đó, mình có biết gì đâu mà mình hướng dẫn người này người nọ. Có nghĩa là cái cách của mình nghĩ sao mình làm như vậy thôi. Thì ai mà có thấy hợp tình hợp lý á, mà giống mà làm như mình á, thì cứ theo ý mà làm thôi, chứ còn mà không thích thì thôi. Đó, sau khi rồi mình lấy sơn đen rồi mình vẽ mắt lên đó, cái đẹp đó sáng lại liền. Đó, mình sơn mũi lên nữa. Đó, tiếp tục mình lấy cái sơn vàng mình sơn với cái tròng mắt nó lên. Bây giờ hiện tại bà đi ra đường ngoài đường rồi, để chút nữa bà về để coi thử coi có thành con quỷ nữa hay không. Đó, sáng tài liền không, nhìn nó thấy đẹp đẽ liền. Rồi tiếp tục là mình lấy cái sơn đen, mình chấm chấm, mình vẽ ở chỗ cái viền đó mình làm, mình đã cắt trước đó mình làm. Nói chung mình cũng không phải là họa sĩ quả gì hết, nhưng mà theo cái ý của mình đó, thì mình nghĩ thì sao mình làm như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ mà mình vẽ về, mình vô tình gặp mấy cái anh họa sĩ, anh coi chắc anh cười chết luôn đó. Thôi trời, ai cười thì cứ cười, miễn sao mình thích, mình đam mê, mình làm là được rồi. Chứ còn mà kêu mà giống như mình vẽ, mà giống như mà những cái họa sĩ đó, người ta vẽ ra những cái hoa rồi văn rồi theo cái đường lông của những cái con chim đó, cái đó mình nói thật hoàn toàn mình làm không được. Mình dạng là âm ba tư, mình nghĩ sao mình làm như vậy, quẹt 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 lên vậy, kiểu cho nó sáng, nó bóng bóng, nó đẹp thôi. Anh chị em mình có xem á, mà lỡ những gì cái lời nói của mình không đúng, mong anh chị em bỏ qua và thông cảm nha. Cái đó là mình nói trong thật lòng của mình đó. Có chấm lên cũng sáng rồi. Gặp nhỏ con gái nữa, nó cũng nói trời ơi, ba hết chuyện rồi, ba làm gì đâu, những con gì mà nó xấu quắc xấu quơ, cái ghê.
những con gì cũng làm đi làm những con này. Mẹ nói là đúng rồi, cái mặt giống con quỷ. Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó thành một cô nàng xinh đẹp, để coi vợ con mình có nói là con này con quỷ nữa hay không. Sáng tài lên lại liền. Đó, mình cứ tiếp tục mình chấm 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 sơn sơn, đen vàng cứ chấm chấm lên vậy. Còn cái bộ lá của nó đó, hiện tại bây giờ là mình chưa có xử lý gì luôn. Là cái lá riêng của nó luôn á, là từ cái mộng nó lên luôn á, nó lên bao nhiêu lá mình để bao nhiêu lá luôn á. Tại trong thời gian này mình đang làm nè, như thế này là mình thay chậu nè, mình cũng không có cắt lá nó luôn. Đợi khi mình thay chậu mình làm xong xuôi rồi đó, khoảng chừng 2 tuần 3 tuần đó, cho nó mạnh nó khỏe đi à. Lúc đó là mình sẽ hạ lá, mình cắt những cái lá của nó đó, mình bỏ hết. Để mình thúc lại, mình ép lại cho cái lá nhỏ, cho nó đẹp, mà nó lùn lại nó đẹp. Đó, xong xuôi rồi đó. Đó, kệ ai nói gì nói, miễn sao mình thích, mình đam mê thì mình làm sao, mình nghĩ sao mình làm vậy thôi. Đó, bây giờ mình sơn xong rồi, mình để cho nó qua một ngày cho nó khô đi, rồi mình sẽ thay chậu cho em nó luôn. Ngày hôm qua mình cũng có đi ra ngoài đường đó, thì mình gặp cái chỗ cái phục tùng á, Lạc Son người ta bán có một cái chậu á. Không phải, nó không phải là một cái chậu mà thấy nó một cái đôi dài nó cũng đẹp lắm, mà nó dơ lắm. Mình vô mình hỏi thử cái anh này bán bao nhiêu, mình vô mình hỏi mà ai ngờ đâu rẻ lắm. Thì mình về mình mua về, cái là mình rửa sạch cho nó, mà thật tình nó thấy nó cũng đẹp, gặp nguyên cái màu vàng mình cũng thích nữa. Thì mình nghĩ là thấy cái đôi dài này á, nó hợp tình với cái con cú này. Đâm ra mình sẽ chế, mình làm một cái giá đỡ đó. Mình sẽ sang chậu con cú này qua cái đôi dài này luôn. Đây đó, cái đôi dài đó. Nó dơ lắm, mình giờ mình chà giữa cho nó sạch nữa. Từ cái chỗ mà cái đáy á, của đôi dài đó, mà lên tới cái ống đôi dài á, nó 4 tấc á, nó cao lắm. Đã 4 tấc rồi mà thêm con cú nữa, mà cái chiều cao của con cú với cái lá nữa cũng cỡ 3 tấc mấy 4 tấc nữa. Đâm ra khi mình quay lên mình để cái màn hình á, mà cái vô cái đôi dài này á, thì không thấy được cái độc dừa của con cú nó như thế nào nữa. Đó, khi mình mua nè, nó là chỉ là một cái bình thôi. Giờ mình về mình lấy khoan á, mình khoét lỗ nó để cho cái lỗ nó thoát nước đó. Nó dơ lắm mà mình rửa ra nó sạch lắm nha. Còn mấy cái nút trắng trắng này nè, là mình lấy đá đó, mình dán lên, mình tạo những cái nơ cho nó kiểu đẹp đẹp đó. Đó, trong khi thời gian nó đã khô rồi nè, cái giá đỡ nè. Bây giờ mình sẽ để vô cái chậu này. Bây giờ cũng không biết là mình nó có vừa cái con cú này hay không nữa. Thôi kệ, coi như hên xui đi. Đó, mình cho chắc chồng vô. Giờ mình nhét nó vô. Rồi công nhận, phải nói chứ, hay có bằng hơn. Sao mà nó nằm ngay khớp luôn á. Đó, nó đứng luôn á. Thôi vậy là quá ok rồi. Bây giờ mình chỉ có bỏ chất chồng vô thôi. Đó, anh chị em mình thấy không? Nó cao lắm. Mình để vậy mình quay mình không thấy được luôn. Cả cái mặt con cú mình không thấy luôn. Đó, khi mình đã vô chất chồng xong rồi, mình cố định rồi á, cho nó chuẩn rồi đó, mình lấy keo 52 nè, mình chích nó vô, cho nó dính lại. Tiếp tục mình lấy cái keo AB á, giờ mình
chét xung quanh đó nữa. Chét nó lên để làm gì? Để mình chét lên để mình tạo cho nó cứng, nó cáp vào đây, cứng cáp đây nữa. Có khi mình đợi, nhiều khi mình để hoài ngoài trời á, nắng mưa gió đủ này kia, nó cũng xi nhê, nó không có vớt được, bảo đảm không rớt, chắc chắn luôn á. Đó, mình cứ chét vòng vòng ở chỗ đó đó. AB thì cỡ chừng một tiếng đồng hồ sau là nó cứng ngắc liền rồi. Nó quá cao luôn, để giờ mình tìm cái cách để mình bỏ cái này ra đó. Giờ nó xa ra mà nó nổi mà không thấy luôn cả cái lá dừa nữa. Để mình hạ xuống cho anh chị em mình xem nha. Thấy không? Nó vẫn còn cao. Tính luôn cái đôi dài những con cú này cũng cỡ 8 tấc á. Đó, anh chị em mình xem thấy nó như thế nào rồi. Lúc đầu thì mình mới thấy ghê đúng không? Nhưng mà đã giờ khi mà trang trí son phấn lên rồi thì mình thấy nó khác liền không? Giờ mình trang trí mấy viên đá mình bỏ trên cái mặt chậu nữa. Đợi bà về đi. Để coi vợ con mình coi lúc này để về xong mình nhìn có thấy con này chưa con quỷ nữa hay không? Đó, bây giờ em nó đã thành nàng tiên nữ rồi đấy chưa. Nói thật nha, không biết anh chị em mình xem có đẹp hay không, chứ mình làm xong mình thấy không phải là mình khen nha. Không phải là của mình khen, mình thấy nó đẹp thật á. Đó, cái bộ lá nó xanh á, bộ lá nguyên của nó luôn á, mình chưa có cắt gì hết á. Trong thời gian mình thay chậu đó mình đâu cắt lá này chi, để nó mất sức nữa. Mình cứ để nó vậy luôn đi. Mình thay xong mình để trong mát á, khoảng một tuần lễ. Khi đó nó mạnh, nó khỏe rồi á, rồi lúc đó mình tiến hành để mình cắt sữa, mình hạ đọt, hạ lá gì đó hạ. Kỳ lạ bonsai dừa cảm ơn đến tất cả anh chị em. Và vô tình có ai đó mà ghé qua mà lỡ có xem cái clip của mình á, thì có hay á, thì mong anh chị em mình á ủng hộ cho Kỳ lạ bonsai dừa một nút đăng ký và theo dõi những cái clip sau mình sẽ làm những clip nó hay hơn và để cho anh chị em mình cùng xem. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em rất nhiều.